Xin chào khán giả của kênh Hồng Trường Bóng Đá. Vâng, thưa các bạn, mình đang có mặt tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Vào tối ngày mai, ngày 13 tháng 11 sẽ diễn ra trận chung kết lượt địa AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và các vị khách Thái Lan. Và ngay sau đây chính là buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Poking, buổi tập cuối cùng trước khi bắt đầu bước vào trận chung kết lượt địa AFF Cup 2022. Và trong buổi tập này, thầy trò huấn luyện viên Poking sẽ có những điều gì đáng chú ý. Hãy cùng mình đến với những nội dung đáng chú ý có trong video. Vâng, ngay sau khi tới sân Mỹ Đình, huấn luyện viên Poking lập tức chạy ra thảm cỏ Mỹ Đình để kiểm tra mặt cỏ cũng như luyện tập với trái bóng. Đây là một hình ảnh khá quen thuộc bởi vì trước mỗi buổi tập của tuyển Thái Lan, huấn luyện viên Poking luôn dành ra một chút thời gian để có thể biểu diễn những kỹ thuật cũng như là tự mình tập với những trái bóng như là một cái cách để xả stress. Ta thấy là huấn luyện viên Poking cũng đã từng là một cầu thủ, cho nên ông có một nền tảng kỹ thuật cũng khá là tốt. Buổi tập của tuyển Thái Lan bắt đầu vào lúc 17:30 và cầu thủ Thái Lan đang dành chút thời gian để đi bộ cũng như làm quen với khí hậu tại Hà Nội. So với các nước còn lại Đông Á thì khí hậu ở Việt Nam, cụ thể là thủ đô Hà Nội, rất khác biệt. Trời đang lạnh, so với những quốc gia khác thì thời tiết nóng và ẩm. Lần gần nhất mà đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ AFF Cup chính là trận chung kết AFF Cup 2008. Khi đó chúng ta đã hòa đối thủ 1-1 với bàn thắng quý như vàng của Công Vinh ở những phút cuối cùng để mang về chức vô địch AFF Cup đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Việt Nam. Cũng trong buổi tập này thì tiền đạo Teresin Dangda không thể tập luyện cùng với những các đồng đội. Tiền đạo kỳ cựu này tập riêng với bác sĩ. Anh đã gặp phải một chấn thương ở trận đấu mà tuyển Thái Lan thắng Malaysia 3-0 trong trận bán kết lượt về AFF Cup. Nếu như Dangda không thể thi đấu thì đây sẽ là một mất mát rất lớn dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Poking. Ai cũng biết Dangda có một vai trò và tầm ảnh hưởng quan trọng thế nào với bóng đá Thái Lan những năm gần đây. Đặc biệt trong một giải đấu mà họ không có sự phục vụ của Chathip thì vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của Dangda càng được đề cao hơn bao giờ hết. Còn với những cầu thủ khác thì họ đang có những giây phút đầu tiên trải nghiệm mặt cỏ sân Mỹ Đình ở giải đấu này. Mà sân Mỹ Đình trong những trận đấu gần đây và thời gian qua đã để lại những điều chưa được hay lắm. Dù sao thì hôm nay mình cũng thấy là mặt cỏ sân Mỹ Đình cũng đã xanh trở lại. Tất nhiên là nó chưa được như sự mong muốn của người hâm mộ. Tuy nhiên thì có lẽ đây cũng là chất lượng mặt cỏ tốt nhất của chúng ta tại giải đấu này rồi. Và chúng ta hãy chấp nhận và hãy thưởng thức trận đấu này theo một cách thoải mái, vô tư. Đây chính là Dangda. Huấn luyện viên Poking đang ra có những trao đổi riêng với cầu thủ này. Nỗi buồn của người này đôi khi là niềm vui của người khác. Việc Dangda không thi đấu sẽ giải tỏa bớt áp lực dành cho các hậu vệ của chúng ta. Tuy nhiên không vì thế mà đội tuyển Việt Nam có thể chủ quan, bởi vì ngoài Dangda, đội bóng này vẫn còn rất nhiều những cái tên nguy hiểm khác như là hậu vệ Bumathang hay là Sajak Yugen, cùng với những cầu thủ trẻ cũng đang vào độ chín. Và ở những trận đấu mang tính quyết định như này thì đôi khi một khoảnh khắc đến từ những cái tên mà chúng ta tưởng chừng không ai biết có thể mang tới những cái bất ngờ. Với cá nhân mình thì mình vẫn nghĩ Thái Lan là một đối thủ rất là nguy hiểm, ngay cả khi họ không có những nhân tố tốt nhất, bởi đội bóng này cũng có nền tảng thể lực tốt cùng với lối chơi đồng đội khá linh hoạt. Tuy vậy thì mình vẫn dành sự đánh giá cao cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Mình dự đoán trận đấu vào tối mai, đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-0 với bàn thắng của Quang Hải và Tiến Linh. Không biết các bạn nghĩ kết quả như nào, hãy để lại dự đoán của các bạn ở phần comment bên dưới nhé. Và đây cũng là hình ảnh cuối cùng có trong video. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo trên kênh Hậu Trường Bóng Đá.
người ta vô, người ta vô